có một câu là chương trình cho em hỏi nếu đất đã có người chôn và được bốc lên để cải táng rồi bây giờ chỗ đó chôn lại người khác thì có sao không? Vâng, cái trường hợp này thì tôi nghĩ rằng là nếu ở đất cái bãi tha ma rộng ấy thì người ta mới gọi là đất nguyên thổ, còn trong cái dụ như là đất văn điển chẳng hạn thì tôi thấy nó chôn đi chôn lại không phải một lần đâu mà mấy chục lần, ấy, có khi cải táng rồi, xong để một thời gian lại một vài tháng nữa, xong lại chỗ đấy, lại họ lại mang đi họ cải táng, bởi vì đất nó chỉ có thế thôi, cho vậy mà không để đào chỗ khác được. Cho nên ví dụ như ở đất à, nghĩa trang văn điển mà chôn, chôn à, một lần xong là để họ lại cải táng lên, xong là rồi là mấy tháng sau lại cái đấy lại chỗ nữa, tức là chôn đi chôn lại, chôn đi rồi lại vì cái quỹ đất đó không có nhiều. Thì cái chuyện đấy là chuyện buộc lòng người ta phải thế thôi Không có cách nào khác Mà thậm chí cái thời gian mà quay vòng ấy Nó nhanh lắm Có khi ở địa phương nó đất nó còn không khan hiếm Thì có khi về mấy năm sau nó hoàn thổ nhưng đây là có khi ở văn điển có khi một vài tháng bắt đầu họ lại bắt đầu quay vòng rồi cho nên là cái chuyện trong bãi tha ma cái việc mà uh, đất đã cải táng rồi. Sau này họ đào lên rồi họ cải táng rồi bây giờ lại chôn người khác là chuyện không tránh khỏi. Có điều là khi đã làm đúng ý đào vào những cái hố mà đã ra trước ấy thì cái đám tang à, đám hài cốt của người khác chôn ở đấy thì cái sự phân hủy những cái xác đấy thậm chí có khi nó còn chưa phân hủy hết ấy cái mùi vị rồi là những cái tanh uh, tưởi nó vẫn còn lẫn thì đanh vì thế thôi không có cách nào khác được dưới cái chế độ này thì bây giờ là đất đai à, và nó càng ngày càng hiếm dần thậm chí cái chỗ uh, người ta còn phải đi đi xa hơn Để ví dụ như là những nghĩa trang mà người ta đưa lên trên núi hay là trên những uh, xa xôi như còn ngay kẻ văn điển thì người ta hiện nay người ta cũng hạn chế cái việc mà uh, thổ táng người ta chủ yếu người ta là hỏa táng là chính thì sẽ thấy trong cái trường hợp này như bạn hỏi là có trường hợp mà họ đã cải tháng rồi uh, người ta chôn uh, rồi bây giờ bốc lên xong bây giờ lại người khác chuyện chuyện, chuyện bình thường thì khó tránh khỏi trong cái nghĩa trang thời nay thì đành vậy thôi có điều là chúng ta xử ý khi lưu ý khi trôn cất vào chỗ đấy thì những cái mảnh hay những cái đinh hay là những cái gỗ cũ ấy chúng ta phải chú ý nếu bốc phải nó có thể à, nó à, bị chọc vào tay vào chân ấy, thì nó gây ra những vi trùng uốn ván hoặc là cái vì, vì những cái mảnh đấy nó cũng có nhiễm trùng rất là nặng thì chúng ta lưu ý về việc đó chứ còn trong nghĩa trang thì cái đấy khó tránh khỏi nhất là cái nghĩa trang thành phố khó tránh khỏi điều đó Nhà em chuẩn bị cải táng, vậy có cách nào để biết được người bên trong đã sạch sẽ chưa? Thầy có thể cho em biết một số kinh nghiệm để kiểm tra được không? Thì những cái kinh nghiệm kiểm tra có những lúc ứng nghiệm có khi không ứng nghiệm tốt nhất thì bạn đến số một công tác kim liên chúng tôi sẽ phân công cho các nhà ngoại cảm người ta có thể soi chiếu từ xa người ta có thể xem xem cái ngôi mộ ấy à, đã à, hài cốt ấy, đã tiêu hết chưa thế còn tất nhiên là khi đến đấy thì có cái ban người ta hướng dẫn từng nhà cụ thể ví dụ như cái đất đồng bằng nó khác đất ở miền núi nó khác đất ở đô thị nó sẽ khác thì và tùy theo số năm thì nó tư vấn cho bạn cho nó cụ thể hơn. Nhưng bây giờ tôi nói hàng trăm cái trường hợp nói ra cũng không nhớ hết được đâu. Do vậy bây giờ tốt nhất là từng gia đình cụ thể đến thì các nhà ngoại cảm sẽ tư vấn cho bạn nên làm cái gì. Nếu như mà đã tiêu hủy hết thì chúng ta tiến hành. Còn nếu chưa tiêu hủy hết thì người ta sẽ bày cho mình cái cách làm về mặt tâm linh làm sao, rồi, rồi chúng ta chuẩn bị tinh thần như thế nào khi xảy ra cái việc là à, chưa tiêu hủy hết thì chúng ta sẽ có cách ứng phó chứ còn bây giờ đưa ra một cái kinh nghiệm chung chung rồi nó lại không đúng mà đã gây ra những cái hậu quả thì có khi không tiện thì chúng tôi chỉ biết à, khuyên bạn là bạn đến số 1 Đông tác kim liên chúng tôi phân công các nhà ngoại cảm có chuyên tư vấn và giúp đỡ có những điều đó tức là họ soi xem đã sạch sẽ chưa chưa sạch sẽ người ta sẽ tư vấn cho bạn cái cách làm tùy theo từng hoàn cảnh gia đình theo số 5, rồi theo vùng đất vùng miền miền xuôi miền ngược hay thành phố thì sẽ có cái cách làm khác nhau cụ thể hai tháng cuối năm các gia đình bắt đầu tiến hành cải táng bốc mộ phần vậy mong chương trình và tiến sĩ có thể hướng dẫn về cách chọn ngày để bốc mộ mà không cần phải đi xem các thầy bà khác cho tốn kém có được không ạ vâng Chúng tôi có một cách tư vấn rất là gọn nhẹ Ngoài cái việc xem về cái nhà cảm sẽ tư vấn cho bạn Là hai cốt đã tiêu hủy hết chưa Còn chọn ngày Chúng ta lưu ý Chọn cái ngày này là không phải kiêng khem gì cả Không phải xem bất kỳ cái gì Đó là ngày đồng chí hàng năm Có ngày đấy Chúng ta chọn đúng cái ngày đồng chí không phải xem gì cả. Ngày đông chí là chúng ta làm rất là lành. Ngày đông chí là ngày nào là ngày 21 tháng 12 dương lịch. 21 tháng 12 dương lịch là ngày đông chí. Nhưng 4 năm một lần nó có thể thay đổi thành 22 bởi vì là nó nhuận thì nó sang ngày mai chứ còn bình thường là ngày 21 tháng 12 dương lịch là ngày đông chí tất cả các gia đình chúng ta nên chuẩn bị vào ngày đó chúng ta cải cát vào cái ngày đó để không phải kiêng khem, không phải xem xét thầy này bà kia gì cả cho nó khỏi tối kém. Ngày đấy là cái ngày gọi là cải cát theo tâm linh. Không kiêng khem gì cả nữa. Ngoài ra dân gian người ta còn có một cái uh, xem nữa, ví dụ như các vị uh, cái người ấy chết vào ngày nào thì người ta cải táng đúng vào cái ngày đó cũng không có sao. Ví dụ chết vào ngày mùng 10 thì người ta cải táng đúng vào cái trùng vào cái ngày đã chết ngày xưa ấy, thì đúng cái ngày đó để cải táng cũng được, không phải xem cũng được. Còn bình thường thì thường là người ta làm ngày đông chí vì cái lúc ấy đông ken mùa vụ lúc ấy thời tiết nó cũng là khô rồi cánh đồng nó cũng khô ráo và thời tiết nó cũng phù hợp. Cho nên là đúng ngày đông chí chúng ta cải cải cát là ngày rất là tốt đẹp không sợ gì phải vướng vào ngày này ngày khác nó phê thức tôi nhắc các bạn là như thế